Em tên là Nhật Linh, em 29 tuổi, em sinh ở Sài Gòn và em làm công việc là kinh doanh tự do. Em tên là Chí Thanh, em 31 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Em cảm thấy bình thường chứ, tại vì em thật ra hồi nãy em cũng không định bấm nút đâu, nhưng mà em nghĩ là thôi đã lên tới đây rồi thì em bấm nút. Chứ thật sự mà lúc anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường ngồi hỏi em á, thì có thể do hai người nghề, cái nghề của hai người đều nghề kinh doanh hết, không có ai có một tí uyển chuyển. Nhưng mà ngồi nói chuyện với bạn đó thì thật sự mình cũng không có cảm xúc gì hết. Lý do em không bấm nút là bởi vì do là ảnh cũng không phải là tiếp người phù hợp với em, ảnh nói cũng khá nhiều, không có tập thể thao. Nói chung là nếu như gặp ngoài á thì em đã cho về từ đầu rồi. Nói thẳng ra luôn là em nãy em lên chương trình em có hơi rung. Cái người mà gây được ấn tượng với em là cái người phải làm cho em rung động, thì bạn đó không hề làm cho em rung động tí nào cả. Làm bếp cũng không biết nấu, rồi cái gì cũng không biết, không được chị. Anh suy nghĩ sao về một cái tiếp mà con gái cũng không phải thuộc dạng như là thích trau chuốt về vẻ bề ngoài, với lại cái thứ hai nữa là cũng không phải là thuộc tề gia nội trợ. Nghĩa là em có thể nấu ăn được, nhưng mà em thích cái người đàn ông nấu ăn xong rồi em rửa chén hơn. Hai người cùng vào bếp thì nó sẽ hay hơn. Chứ là còn hơn là chồng xem tivi rồi chồng đọc báo, vợ ở trong bếp, như vậy thì tội vợ mình lắm. Mình bấm nút ở đây là mình tự cho mình một cái cơ hội. Thôi kệ, đã đi lên đây rồi không bấm nút, không cảm thấy là không hợp tính mình thì mình không bấm nút. Dù có không hợp nhưng mà vẫn bấm nút, tại vì biết đâu được, không làm, không có duyên được thì vẫn là bạn bè. Nhưng mà mình nghĩ được cái chương trình mà nó kết thúc được hai đứa cùng bấm nút thì nó vui hơn thôi. Thường là những người trong cái ngành này thì ba bốn người cái gì cũng nói được á, cho nên là em cũng không có sự tin tưởng gì. Tuy là em làm ngành này nhưng mà em làm một cái lĩnh vực khác chứ không phải là kiểu môi giới, cho nên là em cũng không có thiện cảm mấy. Thật sự mình mất cảm xúc luôn là từ lúc mà đưa cho bên người thân nói chuyện á, thì bạn của bạn nó có hỏi một câu là em nghĩ anh hay anh với lại bạn em chỉ thật sự thích hợp làm ăn thôi, chứ không đến với chương trình bạn muốn hò là không kết đôi được. Có lẽ là Linh với lại anh Thanh hợp với nhau để làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm thì theo tôi nghĩ là lúc nào cũng phải có âm với dương, nghĩa là một người nhẹ nhàng, một người mạnh mẽ. Còn nếu như mà cả hai người tính quá giống nhau thì chỉ có thể làm bạn được thôi. Cảm ơn em. Tới lúc đó thì mình thật sự mình không, mình tột cảm xúc luôn rồi. Tại vì mình thì mình thích là cái mẫu người bạn gái á, chín chắn chút xíu, là bạn bè có nói gì thì nói, mình vẫn là người quyết định cuối cùng. Vậy thôi. Biệt tài của em là biết coi tử vi phong thủy. Vậy em coi cho cổ đi. Xin mời em. Sao coi gì? Coi cách nào anh hả? Coi mặt, coi tướng hay coi tay? Chắc anh coi chứ phải coi tay em. Em đeo mắt kiến vô vậy hả? Trời đất. Hả? Ngọn kiến đen hả? Ờ. Thầy bói phải đeo mắt kiến đen. Trời, tay gái trắng quá. Em đứng giùm anh được không? 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Tình duyên đưa tới em ơi. Em quên lời cho em hát lại chị. Sao em lên đây em rung quá vậy? Thôi khỏi hát đi anh, vô luôn đi. Ôi hơi rung quá chị. Trời ơi. Tuy là em cũng có cái điểm á, nhưng mà em cũng có yêu cầu của em. Cái tiêu chuẩn của em thì cái tiêu chuẩn của em nó là vừa phải có ngoại hình, vừa phải có tính cách, và vừa phải có thành đạt trong sự nghiệp. Em thích người đàn ông là mạnh mẽ trong xã hội nhưng mà có sự mãnh liệt trong tình yêu nữa. Nếu như lạnh lùng quá thì không phải là mô típ của em. Thực sự mà nếu mà người phụ nữ mà tự tin giỏi và tự tin kiếm tiền nhiều, hay là một cái gì đó ngoại hình mình kiếm một người hơn nữa, thì em cảm thấy em không có phù hợp với người phụ nữ đó. Thật sự em cũng tự kiếm tiền được, hoặc là em cũng giỏi em tài rồi, em không kiếm một người phụ nữ ngang ngang mình hoặc hơn mình hẳn chứ. Đối với em chuyện tình cảm, cái chuyện đó nó không còn quan trọng nữa. Mà những cái khác tính tình, những cách cư xử, đối nhân xử thế, cách đối xử với ba mẹ chồng, các gia đình, với là con cái như thế nào. Em nghĩ là em khá là đa tài, có nghĩa là lúc mà cần kinh doanh thì kinh doanh, lúc mà nghệ thuật thì em cũng cần nghệ thuật, và em lúc mà em cần giúp đỡ người khác thì em cũng thích giúp đỡ người khác. Cho nên là nó thật sự hòa quyện với nhau. Về đối ngoại em đã giỏi, tự tin em đủ giỏi rồi.
em không cần kiếm một người phải như vậy nữa đâu. Em hay dễ bị cầm tù cảm xúc ở chỗ là nếu người ta không biết pha trò thì em có nghĩa là người ta không biết tung là em cũng để vậy thôi, chứ em không có hấn theo. Nếu mà em gặp được một người mà chủ động tung hứng thì em cũng ở bên đây em cũng sẽ tung hứng theo. Khá là vui vẻ và nói chung là hoài bác. Bạn nó thì quá cá tính, em không thích phụ nữ cá tính quá. Còn ngoại hình thì em thấy cũng bình thường. Có nghĩa là bạn ấy cho dù bạn ấy có xinh thì cũng không giống như em mong đợi. Anh thấy bạn em nói nếu mà anh với em mà thích hợp để làm bạn, làm ăn thì em nghĩ sao về câu nói đó của bạn em? Bạn em thì xuất phát từ ý tốt đối với em. Lúc đó em chưa có nhìn anh, còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. Đó, ý là em cho nghe từ đầu á, có nghĩa là hồi nãy lúc bạn nói là em không thích bạn trai hút thuốc với lại uống rượu bia á, mà bây giờ em nhìn cái bụng của anh em phải hỏi lại là anh có uống rượu bia không? Trai với đẹp trước đã, người có tài sao chứ. Nó em nghĩ là chắc do bạn đó là lúc mà lên sóng á thì bạn nó có kêu là chắc thích một mẫu người bạn nam ốm chẳng hạn, nhưng mà gặp như vậy thì bạn ấy nghĩ là không như bạn ấy mong đợi nên bạn nó không bấm nút, em nghĩ vậy. Em muốn thương tay rồi á, em nghĩ là ok, ngoại hình không quan trọng, nhưng mà cứ nói chung là anh nói chuyện nhiều quá nên cảm thấy là thật ra về tính chất cũng không có hợp nữa. Em nghĩ là chắc bạn ấy không thích người bạn trai nhạc bia rượu nhiều hoặc là tiệc tùng nhiều, là thích người đàn ông ốm hơn chẳng hạn. Tính cách với lại đẹp thì em nghĩ em 50-50 là xinh xắn, thì ở đây xinh xắn là theo kiểu như là mặt nhìn dễ nhìn là được, còn tính cách đối với em là 7, nhiều hơn về ngoại hình. Em thấy bạn đó hỏi em một câu là em cũng hơi anh có nhà ở Sài Gòn chưa? Thì anh có 2 căn, một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Tại thật sự mà nói thì khi mà một người đàn ông lên chương trình bạn muốn hẹn hò mà kiếm bạn gái như vậy thì cái chuyện kinh tế đó là cái chuyện hơi tế nhị. Thì thật sự người đàn ông nào mà khi muốn lập gia đình thì họ nghĩ đây đã là cái lúc mình thành đạt rồi thì mình mới nghĩ đến chuyện kết hôn, chị không lẽ mình về mình nhờ gia đình bên vợ mình hay sao? Cái cảm xúc của mình khi mình đi đến chương trình này mình mong đợi nhiều ở chỗ một cô con bé là dễ thương hơn. Anh có quan gì như vậy không, chứ không phải vừa vô là anh có nhà ở Sài Gòn chưa vậy thôi chẳng hạn, mặc dù em cũng đã có 2 căn rồi mà. Em muốn ảnh nói ít lại, tại vì nói nhiều nhưng mà phải có duyên, còn nếu như mình lấy thì mình bớt lại. Tại vì mình không phải kiếm tiền ở đây mà là mình tìm một người phù hợp với mình thì mình không cần phải khoe quá nhiều hoặc là tay đen đầy nhẫn hay là gì đó. Nói chung là em về nội tâm hơn, thích về nội tâm hơn. Ví dụ như là em viết sách, em vẽ tranh rồi tự nhiên giờ ảnh thì đeo kim cương đầy người thì đâu có liên quan gì với nhau. Nếu mà nói một câu cho bạn Linh á, anh nghĩ là trong chuyện tình cảm mình nên có cái sự suy nghĩ của mình, bạn bè chỉ là góp ý thôi. Khi anh lên đây anh rất là hồi hộp và rất là mong đợi, tại vì anh sẽ gặp được cái người phụ nữ mà đúng như anh thích và đúng như anh mong đợi. Nhưng mà do chắc cái duyên số, anh với em cùng ở một cái lĩnh vực đầu tư nên trong cái chuyện tình cảm thì anh với em hơi khô khan. Nhưng mà anh ở đây anh nói anh khô khan không phải là tại vì cái bản chất khô khan, anh rất tình cảm và anh rất tính, anh rất là vui vẻ, nhưng do cái thời lượng chương trình hơi ngắn và bên đó cái tâm lý của em nó làm cho anh khô khan theo vậy thôi. Tìm kiếm sự nghiệp của em thì bình thường, ý là em không cần phải nỗ lực nhiều về sự nghiệp. Lúc đó thì em đủ tiền để em có cha trẻ sáu núi rồi. Đi lên chương trình này á, mình nghĩ cái gu mà bạn gái mà mình tìm á sẽ là một người dịu dàng. Khi mà gặp ra vậy thì mình lại không có một tí cảm xúc nào hết.